Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tây tháng 6 năm 2023. Trong chương trình ngày Chủ nhật, Việt Linh có 3 video khác nhau bởi vì thời gian của mỗi bài bình luận gần giống nhau nên để chung thì nó hơi dài. Nên Việt Linh sẽ chia ra làm 3 video với 3 chương trình khác nhau trong ngày hôm nay. Đây là video đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay với nhan đề tại sao Bộ Tư pháp lại không truy tố Mark Meadows. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi khai thác vụ Mark Meadows để biết vì sao ông ta vẫn an toàn trên xa lộ hơn 2 năm nay. Dù ông ta là người quan trọng nhất nhì, là người biết nhiều uẩn khúc, dấu kín và âm mưu ma quỷ của Donald Trump. Nhưng mà như quý vị thấy, những tay chân thân cận vòng trong của Donald Trump hầu như chưa ai phải nhận trách nhiệm giải trình hay là bị trừng phạt gì cả. Steve Bannon thì tôi miễn bàn bởi vì ông ta đã rời khỏi tòa Bạch Ốc từ lâu. Tôi chỉ muốn đề cập đến những tên quân sư ma quỷ như là Mark Meadows, Dan Scavino, Peter Navarro, Stephen Miller. Những người này tính đến thời điểm hiện nay hầu như tất cả đều an toàn, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đối với bản cáo trạng của Bộ Tư pháp dành cho cựu cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc Peter Navarro vì tội khinh thường quốc hội, giống như Steve Bannon đã bị truy tố trước đó. Nhưng mà điều tôi muốn mổ xẻ là vì sao mà Bộ Tư pháp đã từ chối truy tố cựu chánh văn phòng của Trump là Mark Meadows và cựu phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc phụ trách truyền thông Dan Scavino. Điểm giống nhau như là Peter Navarro là cả hai người đàn ông này cũng đều từ chối điều trần trước Quốc hội, trước Ủy ban Điều tra ngày 6 tháng 1. Bộ Tư pháp đã không giải thích chi tiết tại sao các công tố viên từ chối buộc tội Mark Meadows và Dan Scavino. Nếu mà giải thích quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland dựa trên ý kiến từ Văn phòng Tư vấn Pháp lý, viết tắt là OLC, thì theo tôi, thưa quý vị, nó không thỏa đáng chút nào. Tuy nhiên, nguyên tắc trung tâm của nền Cộng hòa lập hiến là rất rõ ràng, rằng không ai được phép đứng trên luật pháp, và đã có rất nhiều yêu cầu đến Bộ Tư pháp ít nhất là phải làm rõ những quyết định khác biệt đó. Khi mà tại sao cả hai người phạm cùng một tội nhưng mà cách giải quyết thì bên trọng bên khinh. Bộ Tư pháp làm việc thì không thể thiên vị, vì để loại bỏ lá chắn miễn nhiễm có thể bảo vệ các cố vấn cấp cao nhất của các tổng thống trong tương lai của Tòa Bạch Ốc, thì công bằng mà nói là không giống như Steve Bannon và Peter Navarro, Mark Meadows hợp tác nửa vời với ủy ban. Ông ta chỉ gửi cho ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 2319 tin nhắn văn bản chỉ để đáp lại trác đồi tài liệu và không trả lời gì cả. Đồng ý rằng những văn bản đó nó đã cung cấp cho các nhà điều tra một lộ trình làm việc tốt hơn, hữu ích hơn. Nhưng mà các văn bản thì nó cũng đã đặt một cú đánh nửa chừng của Mark Meadows vào giữa âm mưu đó. Và việc không có được lời khai của ông ta đã khiến cho ủy ban điều tra chỉ nắm được có 50% vấn đề. Nếu mà có ai đó cho rằng có sự thỏa thuận để cung cấp lời khai cho Bộ Tư pháp và đổi lại, ông ta sẽ được miễn nhiễm, không phải ra điều trần và cũng không phải chịu trách nhiệm bất cứ tội nào, thì xem ra cách giải quyết này nó không hề công bằng chút nào. Nói thẳng ra, Steve Bannon và Peter Navarro, họ không nắm được nhiều những bí mật của Trump, họ không có hữu dụng đối với Bộ Tư pháp và sẵn sàng bị đưa ra làm những con vật tế thần. Không có ai bảo vệ che chở và cũng để dằn mặt những kẻ liên quan. Nhưng mà nếu là như vậy, thì những kẻ A Tòng
những kẻ đồng lõa với kẻ phạm tội chính chỉ cần đưa ra lời khai để bộ tư pháp, để các công tố viên bắt được con cá mập lớn, thì như vậy những con cá mập nhỏ hơn sau khi đưa ra lời khai sẽ được miễn nhiễm với tất cả những tội lỗi mà họ đã làm. Nói đơn giản là chỉ cần khai thật để luật pháp bắt tội con cá mập lớn, thế là xong. Đây không thể được xem là một cách giải quyết một vụ án lớn với sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp. Những con cá mập nhỏ này, chúng vẫn tồn tại và sinh sôi nảy nở ra nhiều con cá mập nhỏ khác. Chúng sẽ không sợ luật pháp, vì chúng biết luật pháp chỉ muốn bắt những con cá mập lớn, mà muốn bắt những con cá mập lớn thì cần những lời khai của những con cá mập nhỏ. Và công tố viên cần đến họ. Bắn ít đi thì bắn quy lại. Chúng có thứ để đánh đổi với công lý, và qua đó chúng sẽ được miễn nhiễm trước luật pháp và cả sự trừng phạt. Kính thưa quý vị, tuy nhiên việc tuân thủ một quy tắc và dẫn đến một thỏa thuận chỉ là một lý do khiến cho Mark Meadows và Dan Scavino thoát khỏi hình phạt. Tôi xin mời quý vị thính giả cùng quay ngược dòng lịch sử Hoa Kỳ với một cái tên khá quen thuộc, William Rehnquist, một cựu trợ lý bộ trưởng tư pháp trước đây và chức vụ cuối cùng sau đó là chánh án của tòa án tối cao. William Rehnquist, trong bản ghi nhớ của văn phòng tư vấn pháp lý, viết tắt là OLC, năm 1971, đã gửi cho phụ tá hàng đầu của Richard Nixon và tên tội phạm bị kết án John Ehrlichman, thì William Rehnquist đã viết rằng các cố vấn trực tiếp gần gũi nhất của Tổng thống là những người thường xuyên gặp Tổng thống nên được coi là hoàn toàn miễn nhiễm với sự ép buộc chính thực bởi một ủy ban của Quốc hội. Họ không những có thể không bị kiểm tra về nhiệm vụ chính thức của mình, mà thậm chí họ còn có thể không bị buộc phải trình diện trước một ủy ban của Quốc hội. Văn phòng tư vấn pháp lý OLC, họ đã khẳng định quan điểm đó rất nhiều lần. Trong các chính quyền của đảng Cộng Hòa và cả chính quyền của đảng Dân Chủ, gần đây nhất thì Bộ Tư pháp dưới thời Donald Trump, họ đã sử dụng lại nó để ủng hộ việc cựu cố vấn của Tòa Bạch Ốc là Don McGahn từ chối ra làm chứng trước Quốc hội. Don McGahn cuối cùng cũng đã thương lượng một thỏa thuận với Quốc hội và trả lời phỏng vấn về việc đã chống lại nỗ lực của Trump để khiến ông ta bịa đặt bằng chứng nhằm cản trở cuộc điều tra của Robert Mueller. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, một cuộc đàm phán tương tự có thể đang diễn ra ở hậu trường với Mark Meadows. Một số suy đoán rằng ông ta có thể đang hợp tác với cuộc điều tra riêng của Bộ Tư pháp. Nhưng mà ngay cả khi điều đó nó đang xảy ra đi nữa, thì Bộ Tư pháp vẫn nên sửa đổi các ý kiến trước đây của Văn phòng Tư vấn Pháp lý OLC. Nhưng mà có một điểm quan trọng, thường hay bị các quan chức trong Bộ Tư pháp lập lờ đánh lận con đen để che chở cho những thành phần liên quan đến Tổng thống và cũng vì bảo vệ đảng chính trị. Đó là trong bản ghi nhớ của William Rehnquist. Ông ta có nhấn mạnh rằng các quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc chỉ được miễn trừ khi đang thực hiện nhiệm vụ chính thức của họ. Thưa quý vị, nhiệm vụ chính thức ở đây cần phải được hiểu chính xác là không bao gồm việc tham gia chính trị đảng phái hoặc là hành động tội phạm nhằm lật ngược một cuộc bầu cử. Như vậy, xét đến trường hợp của Mark Meadows, ông ta đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến bầu cử là bất hợp pháp. Và đó chính xác là những gì mà Mark Meadows đã làm. Mark Meadows đã đến tiểu bang Georgia sau cuộc bầu cử năm 2020 để quan sát việc kiểm tra các lá phiếu vắng mặt. Mà đúng ra, ông ta chỉ cần gửi một luật sư không thuộc Tòa Bạch Ốc là Cleta Mission đến đó để điều tra là đủ. Mark Meadows đã tham gia cuộc điện đàm khét tiếng vào ngày 24 tháng 1
của Donald Trump với Tổng thư ký hành chính tiểu bang Georgia là ông Brett Raffensperger, đi yêu cầu tìm cho Trump 11.780 phiếu bầu. Và còn rất nhiều hành động tệ hại khác nữa, không nằm trong nhiệm vụ chính thức của ông ta. Bộ Tư pháp của Merrick Garland đã dựa vào bản ghi nhớ dưới thời của William Rehnquist để bảo vệ mặt Meadows khỏi trát đòi hầu tòa của Quốc hội và không phải đối mặt với truy tố từ Bộ Tư pháp. Nhưng thưa quý vị, giáo sư luật danh dự Albert Anschuler của Đại học Chicago đã nói rằng Bộ Tư pháp có thể sẽ gặp rắc rối khi mà truy tố một người nói rằng ông ta đã dựa vào ý kiến của Bộ Tư pháp và tin rằng ông ta không có quyền xuất hiện trước Quốc hội. Bồi thẩm đoàn hoặc tòa án cũng có thể đứng về phía mặt Meadows nếu mà ông ta đưa ra bản ghi nhớ từ thời William Rehnquist, được sử dụng qua nhiều đời tổng thống, nhiều thời Bộ Tư pháp và đến ngày nay vẫn còn đang được sử dụng. Tại một phiên tòa, một số bồi thẩm viên cũng có thể đồng ý với lập luận bào chữa rằng Bộ Tư pháp không đủ rõ ràng trong việc chỉ định lời khai nào mà Quốc hội có thể buộc một ai đó ở vị trí của Mark Meadows phải ra làm chứng. Để tránh nguy cơ này trong tương lai, đúng ra thì Bộ Tư pháp của Merrick Garland phải nên đưa ra ý kiến OLC mới về trường hợp của Mark Meadows. Giáo sư Albert Anschuler của Chicago đã chỉ ra rằng hai tòa án liên bang đã bác bỏ rõ ràng quan điểm của OLC về quyền miễn trừ trát đòi hầu tòa của phụ tá cấp cao của Tòa Bạch Ốc. Và ông lập luận rằng Merrick Garland nên hủy bỏ các ý kiến đưa ra quan điểm đó. Tuy nhiên, đó lại là kiểu làm của một thể chế mà Merrick Garland luôn muốn tránh. Vì bản chất công việc, Merrick Garland dường như không muốn thay đổi bất cứ gì trong Bộ Tư pháp, kể cả khi sự thay đổi đó sẽ đem đến một kết quả tốt hơn, một cách làm việc tốt hơn. Bởi vì ông Merrick Garland sợ tiếng đời dị nghị. Ông chỉ muốn giữ Bộ Tư pháp dưới thời của ông ta được yên ổn nhất có thể. Các cựu thẩm phán như ông Merrick Garland không ủng hộ lật ngược các tiền lệ đã có từ trước, bất kể đó là những tiền lệ bất hợp lý trong thời hiện đại. Ngoài ra, với việc Đảng Cộng Hòa dường như đã sẵn sàng vũ khí hóa các cuộc điều tra của Quốc hội và Merrick Garland có thể rất cảnh giác với việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp là một phần của nhánh hành pháp của chính phủ, có xung đột lợi ích bất cứ khi nào mà họ đưa ra ý kiến về tranh chấp pháp lý giữa nhánh hành pháp và Quốc hội. Phong cách thẩm phán của các ý kiến của Văn phòng Tư vấn Pháp lý OLC đã không che giấu sự thiên vị của họ đối với chính phủ. Đương nhiên, bởi vì họ là người cùng đảng, không thể có một quy tắc dành cho đảng viên Đảng Dân Chủ và một quy tắc khác dành cho đảng viên Đảng Cộng Hòa từ cùng một Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp nên đưa ra ý kiến OLC mới để củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với một hệ thống kiểm tra và cân bằng hiến pháp của chúng ta. Nếu Merrick Garland không hành động, thì chính những thứ luật lệ bất thành văn này sẽ bảo vệ những tên tội phạm cao cấp, những kẻ đồng lõa với một tổng thống tệ hại khỏi trách nhiệm giải trình một cách hợp pháp. Vì những tên tội phạm cao cấp như là Mark Meadows có thể dẫn dạt tự vỗ ngực mình mà nói rằng không một tòa án nào có thể kết án một công dân như tôi, vì tôi đã thực hiện một đặc quyền mà nhà nước đã nói rõ ràng là dành riêng cho những người như tôi. Mark Meadows đã tự biện hộ và bảo vệ ông ta một cách hợp pháp. Thưa quý vị, bất cứ ai muốn biết công lý có hoạt động hay không, hãy đi mà hỏi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland
Một cựu thẩm phán cần mẫn với công việc, luôn cố gắng giữ nề nếp đã có từ trước, không muốn thay đổi, bất di bất dịch. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả, và trước khi rời làn sóng, Việt Linh có đôi lời nhắn nhủ cùng quý vị. Đó là trong chương trình đọc truyện ngày Chủ nhật hôm nay của Việt Linh, xin mời quý thính giả cùng nghe một bài viết rất hay, Hồn sách tháng 5 của tác giả Như Thương, kể về những ngày đau buồn trong tháng 5 năm 1975, khi Cộng sản Việt Nam bắt đầu triệt tiêu văn hóa của miền Nam Việt Nam bằng chiến dịch đốt sách vở. Video đọc truyện được đăng trên channel riêng của Việt Linh là Việt Linh Kali Today. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Xin kính chúc tất cả quý vị thính giả một ngày Chủ nhật hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.